Chào các bạn, trước mắt chúng ta là mẫu HP ZBook 15 G3. Mình vừa mới tháo lắp đít của máy ra thì để chúng ta quan sát kỹ hơn ở bên trong. Dòng ZBook 15 G3 này thì nó có một cái khe cắm 2.5. Khe này thì có thể cắm HDD hoặc là SSD thể 2.5. Và ZBook 15 thì có thể có 3 cái khe cắm ổ cứng SSD. 1, 2, 3. Vâng, toàn là M2 đấy. Có nghĩa là máy ZBook 15 G3 này chúng ta có thể cắm được tổng cộng là 4 ổ cứng các bạn nhé. 2 khe cắm RAM, 4 khe cắm RAM. RAM của nó xem nào. RAM chạy BC4 rồi. RAM 8GB BC4 2400 đấy. Pin của dòng này được thiết kế là 7895mAh. 10 cái mức này thì nó là 9 cell. 8 cell này nó có thể chạy được khoảng tầm độ 6 đến 8 tiếng. Nhưng trên con máy chạm này thì theo mình chắc nó cũng chỉ chạy được khoảng 4 tiếng là kịch thôi, bởi vì máy chạm nó tiêu tốn nhiều điện năng. Ok, bên trong máy thì có hai khe, hai quạt tản nhiệt. Có lẽ là ZBook nó HP đã sợ đeo ở cái kiểu tản nhiệt nên bây giờ phải làm hai tản nhiệt để cạnh tranh với các dòng máy trước. Các dòng máy trước của HP thì hầu như chỉ có một khe, một quạt tản nhiệt, thế nên là người dân không thích lắm bởi vì sợ nó sẽ nóng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đóng tạm nắp máy vào để chúng ta mở máy lên xem máy bên trong nha. Cấu hình của ZBook 15 G3 thì nó là i7-6700 HQ RAM 8, có thể nâng cấp lên 32-64 RAM 8 ổ 3 ổ cứng SSD 512 hoặc SSD 256 hoặc là HDD. Okay. Lắp cái đít máy vào này. Đít máy của ZBook 15 G3 nhìn trông rất là hầm hố. Chưa nên là em mượn anh cái tô vít rồi. Ốc của dòng này toàn là 6 cạnh các bạn nhé. Ốc không thể rút ra được, nó có cái cỡ giữ ở bên trong hết rồi. Thế ơi, cảm ơn anh mượt cái sạc ra đây luôn này. Hình như máy đang hết pin này, anh vừa tháo pin. Nhiều ốc. Ok, chúng ta có thể nhìn em quay xa một chút cho các bạn nhìn dễ. Mặt trước của máy thì đã được thay đổi khá nhiều. Logo chính giữa nhưng mà ở đây là đục tổ ong, nhìn trông rất là sang. Máy được làm vát nên là có cái cảm giác như là máy rất là mỏng. Chúng ta nhìn cạnh phải của máy thì có hai cổng 3.0, một cổng HDMI. Vâng, từ đời này thì Dell nó đã, hoặc bên HP nó đã tích hợp cái cổng HDMI đấy ạ. Cổng sạc nhanh turbo này. Đây là cổng sạc này. Sạc của dòng này chân nhỏ các bạn nhé. Chân này mình bên mình gọi là, các bên gọi là chân NV này. Đít máy thì không có cổng kết nối nào, chỉ có mỗi chữ Mobi Workstation đây. Cạnh phải máy thì có khe khóa, các LAN, vẫn giữ được cả VGA này, một cổng 3.0 nữa, một thẻ khe thẻ SD. Đằng sau máy thì ở đây là hai cái dãy loa. Ok, mở mặt trước máy một chút nha. Không biết là máy còn pin nữa, máy hết pin mất rồi. Rồi chúng ta nhìn qua máy một chút. Ừ.
Ok.